Chào tất cả các bác nhá. Hôm nay thì em đang có mặt tại của cô Hương Lĩnh. Cô này nằm ở ngay cạnh trường bắn Yên Sở, Hà Nội. Thì hôm nay em mang cái cây cần Cương Châu Lý thế hệ 5 này đi để test. Đây là một cây cần mới nguyên nhá anh em nhá. Bây giờ là em sẽ tiến hành em làm đầu cần trước. Đây, một cây cần mới các bác nhá. Chưa hề buộc đầu cần. Đầu cần xong thì em sẽ thử xem cái nút thắt này nó có nhỏ hơn cái lóng số 2 không. Ok, cái này đang nhỏ hơn à. Nếu như mà nó mà to hơn cái lóng số 2 thì chắc chắn thì em sẽ thắt một nút thôi. Để khi mà mình đẩy lóng 1 ra nó dễ dàng. Bây giờ thì em sẽ hơ lửa cái đầu cần này. Ok, đã thành một cái đầu cần khá là đẹp rồi anh em ạ. Hôm nay em đánh cần 9m nhưng mà em sẽ đánh trục 10m. Trục 6 chấm anh em nhá, mèo xa. Bộ trục này nó là bộ trục cũ, bữa trước em cũng câu ở hồ này rồi. Chính thức hôm nọ em móm hồ này các bác. Cũng được giật khoảng gần 20 cái á. Nhưng mà không xứng con cá nào. Thật sự một phần cũng là do kỹ năng, một phần là cũng do hơi thiếu may mắn các bác. Nghĩa là đánh lửng dụ được cá về, làm được cho con cá ăn mồi rồi. Nhưng mà hôm đó thì cá thì nó cũng, cái lứa cá nó khá là mới. Em nghĩ là nó chưa đủ sức khỏe đi ăn mấy, nên là nó sẽ ăn cái kiểu mà hút thổi rất là khó chịu. Thì hy vọng hôm nay là cá nó khỏe hơn thì nó sẽ ăn mồi đẹp hơn, để được một bữa phê pha. Nhưng mà bữa trước thì em đánh lửng thì nó ăn đấy, còn bữa nay nó ăn hay không thì nó còn chưa dám chắc được các bạn. Phụ thuộc quá nhiều yếu tố. Về tổng thể cây cần này thì khá là đẹp các bạn. Từ hoa văn, họa tiết, tất cả mọi thứ thì đều khá là đẹp và nhẹ. Cây cần này thì nó thiên về mềm, nên là em cũng thích những kiểu, những cái cây cần nó kiểu dạng mềm như này. Thích đánh cần mềm cho nó cảm giác. Đánh lửng thì hôm nay em sẽ đánh một mùi ốc và một mùi hạt đan các bác nhá. Em chọn con ốc nó vừa phải rồi, không to, hơi nhỏ một chút. Hạt đan thì hôm nay em sẽ sử dụng hạt đan vị Việt Quất các bác nhá. Em cứ đánh một ốc một hạt đan trước, tí xem tình hình cá mắm thế nào thì em có thể em thay đổi sau. Ốc móc lưỡi dưới và hạt đan móc lưỡi trên. Thường khi em đánh lửng thì đa phần thấy con cá nó hay ăn lưỡi dưới hơn. Ví dụ mình móc ốc lưỡi dưới thì cá nó ăn ốc lưỡi dưới, mà móc hạt đan lưỡi dưới thì nó hay ăn hạt đan lưỡi dưới lắm. Tại vì hai mồi treo thường xu hướng con cá nó đi từ dưới đi lên, thì cái cục mồi nó gần thì nó sẽ ăn trước. Chỗ này thì đánh cần 9m, trục 10m thì cũng hơi khó khăn một chút các bạn. Không được rộng rãi lắm. Ủa đấy, ngay phát đầu tiên đã dính rồi. Dính ngay con dài 1m3 này. Anh gỡ hộ em cái ạ. Chỗ này thì phía sau nó không được thoáng lắm anh em ạ. Vậy nên là đánh cũng phải thật là khéo, không là dễ gãy cần lắm. Ok, bắt đầu ra cần. Hạt xả thì hôm nay em sẽ sử dụng hạt xả số 5. Hôm nay thì em đánh mang đi khá nhiều. Ôi, bên kia em vừa mới quăng ra, bên kia đã có cần lên chấm đen rồi anh em ơi. Đầu tiên chắc chắn là cá nó chưa có trong ổ thì mình cứ đều đặn mình xả anh em ạ. Mỗi lần 5-7 hạt. Hồ này thì khi mà đánh lửng rồi mà xuống đáy là cũng hơi khó chơi, tại vì nếu mà mình xả cái lượng mồi hạt nhiều ấy, thì cá lau kính hồ đấy rất nhiều.
lau kính này và cá bò cực kỳ nhiều. Xà mồi hạt cá bò khá là nhiều nên là nếu mà đánh lửng mà không thành công là tí xuống đáy cũng khá là khó đánh anh em ạ. Như anh em biết rồi, cái cá dọn bể mà nó vào ổ rồi thì gần như mình rất là khó câu những cái loại cá khác. Hôm nay có vẻ thời tiết không ủng hộ em, nắng quá rồi. Mà câu thế này thì chắc chắn là sẽ không dùng ô. Dùng ô thì bổ mồi lên xuống liên tục nó sẽ rất là vướng. Mà trời nắng này không dùng ô thì cũng là một cái vấn đề là khó khăn cho em. Hy vọng con cá nó ăn ngay từ đầu thì đánh bắt đến một vài con lửng. Kết hợp em sẽ xả thêm cả ốc các bác nhá. Bước đầu thì em sẽ xả hơi dồn dập một chút để kéo cá về. Khi mà cá về thì lúc đó bắt đầu mình mới ngồi tí tách xả để kéo con cá lên trên tầng cao. Phao nó trôi lệch thì em sẽ ra lại mồi. Phao thì cứ được một lúc là nó sẽ trôi lệch ổ đi các bạn. Như thế mình sẽ bổ lại mồi anh em nhé. Có gì đấy? Chép à? Dạ, xả nhiều mùi hạt chép về rồi. Nữa, ui dồi ôi, bắp 2-3 cái bỏ luôn. Thực cái bắt phao nổi lên, thực cái bỏ. Cá này sao đánh quân? Nhịp rồi, chắc chắn là nhịp ăn rồi. Nữa đây, lôi đây. Nữa đây, không đánh, quyết định không đánh. Nữa. Được. Nữa. Ê, ui. Điều. Qua đây. Bấm, kéo vào đi. Bấm. Tao cho mày 2 hạt đàn cho mày dễ nhai. Anh cũng không nghĩ là những cái nhịp như vậy nó không chết đâu. Tại vì nhịp ăn nó quá rõ ràng em ạ. Ê, nhấp, kéo đi, vừa kéo vừa nhấp. Mà trong khi đó là nó ăn mấy nhịp trước rồi nhá. Mất hình nhưng là lại... Bọn này nó ăn lửng nhưng mà nó ăn lửng sâu chứ không lửng nông em ạ. Nó chứng tỏ nó vẫn nhát em ạ. Còn khi nó bạo nó lên hẳn trên cao cơ. Anh chỉ thích đánh cái loại mà ăn cách mặt 50 phân. Nó anh đánh cách mặt 15 phân cơ. Quánh một đàn trong cỏ lên như một cái chiếu chìa hết lưng lên đi ạ. Đấy, nữa. Đây rồi, đợi kỹ rồi. Báo cáo anh em nhá. Mã rồi cũng bắt được nhịp nó anh em ạ. Chưa có vợt đâu, cứ bình tĩnh. Mãi rồi cũng bắt được nhịp. Anh ra anh xả mồi cho em. Anh xả cho em khoảng 2 gáo được rồi. Mồi hạt thôi. Mãi rồi cũng bắt nhịp được nó thôi anh em ạ.
từ sáng giờ giật chục phát, gần chục phát rồi. Không đóng, toán đợi nhịp đẹp đánh mà. Cá nó ăn nó nhả ghê lắm. Hồ này nói chung là câu lực nó chịu ăn nhưng mà nó ăn kiểu bù láo. Bên này quân bẫy đấu từ sáng giờ giật ngoái tay như được con nào. Nó ăn liên tục, nhưng mà ăn bù láo lắm. Con là phải đợi thật kỹ mới đánh. Cái cần này có vẻ là phê đấy anh em ạ. Rất là nhẹ. Thẻo á, trục á. Trục thì yên tâm đi, trục 6 chấm mà đứt sao được. Đánh đồ to đấy không sợ đâu. Trục 6 BE 1 chấm không sợ đâu. À BE 2 chấm ấy. Thoải mái. Từ từ anh ơi. Cứ bình tĩnh. Cá còn đang khỏe không? Ui cái cần nó cong. Phê. Cần cong như đã không? Nó đánh cần mềm nó có cái sướng của nó. Nhưng mà cây cần này mềm nhưng mà rất là dễ ra mồi anh em nhá. Bổ mồi rất dễ luôn. Chứ không phải là mềm là khó ra đâu. Mèo xa. Trục cũ nó đánh hồ này luôn á. Đánh lửng chả cần phải thay trục làm gì đâu. Rồi ok. Anh kéo đây. Đúng rồi, tay cứ phải nhúng nước vậy cho nó chắc ăn. Không việc gì phải run anh ạ. Đến giờ này lỡ không ai mất cá không sao đâu, em được giật được dòng là được rồi. Là biết đánh lửng cá ăn là được rồi. Anh ơi, đánh hai đàn nan đẹp hơn đánh ốc. Cá cũng khỏe đấy anh em ạ. Từ nãy giờ mà nó còn đang chưa chịu à. Ok, thành công rồi anh em ơi. Con đầu tiên. Không to lắm anh nhở. 6 cân rưỡi thế à? Nhỏ thế. Thôi để em cố em kiếm con khác to hơn. Đúng 12 giờ anh em nhá. Ê, đánh lửng nhá. Có cho túi anh ạ. Ê, quả phao anh nhá. Anh em nhá. Đánh lửng cách mặt nước 1,5 m. Đấy, nó ăn hạt đan xong bây giờ hạt đan chạy hẳn lên trên này. Anh Thành ơi cho sang bên phải. Anh Thành ơi cho sang bên phải em này để em bổ nó dễ. Em nhận ra một vấn đề là mắc hạt đan nó ăn đẹp hơn anh em ạ. Đánh ốc có thể là cá nó vẫn chưa quen ăn ốc lắm, nó hút vào cứng khi nó nhả, nhưng mà đánh hạt đan thì thấy ăn đẹp hơn. Rồi bây giờ thì em lại tiếp tục xả anh em nhá. Lên cá xong thì sẽ tiếp tục xả. Lại xả dồn dập cho cá về. Hạt tiếp số 5 em đã bẻ nhỏ ra anh em nhá. Đây hạt em bẻ nhỏ ra này. Anh em thấy không? Bẻ ra làm 3. Xả thứ nhất cho tiết kiệm. Thứ hai là tạo cái tiếng rộng vừa phải, không cần phải hạt quá to đâu. Mỗi một lần lên cá thì em lại phải xả lại mất khoảng 5 phút xả dồn dập để kéo cá về. Sau đó thì mình lại tiếp tục mình xả tí tách thôi. Khi mà cá về ổ không cần xả dồn dập đâu anh em nhé. Chỉ cần tí tách thôi.
Đây rồi, xuống đáy rồi. Bé cho anh. Ui, cây cần thanh long. Thả, 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 không vất. Nhưng mà cá ăn bố lão nhỉ. Đây nữa rồi. Mình lên con đi dòng cùng quân cho vui nào. Có cái tăm ngoài xa cơ. Anh ơi, đánh hô đấu mà nó ăn nào mình cũng mừng anh ạ. Lửng từ nãy giờ không thấy gì thì chắc chắn là cá xuống đáy anh ạ. Ui, vãi đái còn là to lắm. 6 cân. Mẹ, thẻo 4 nó còn ăn nó nhả, thẻo 8 còn lâu mới bắt được nó. Để 9 cân thôi chứ không to lắm. Hạ. Dạ, 10 cân, 9 cân rưỡi. Cá mới à? Cái gì? Con này phải 10 cân. Cá mới thì không được 10 cân thôi anh ạ. Tầm con này không được kinh. Hơn 9 thôi. À. 4 lít rưỡi. 4 lít rưỡi con này thôi á? Đi. Con nào có 4 lít rưỡi? Ô, nhà thật này lại thiếu cá rồi. Thôi kệ đó, thả thì thả và bắt thì bắt. Anh bảo ổ em cá xuống đáy đấy mà. Em ơi, nó theo giờ đấy em ạ. Sáng thì nó ở trên, bây giờ nó ổ anh thấy nó cũng xuống hết rồi. Không bán. Quá chết rồi anh em nhá. Đây, đóng tiếp con nữa rồi. Đang xả nó ăn. Chạy đi đâu? Bắt chiếc đóng xịt. Tiếp tục là anh lửng anh em nhá. Con thứ hai, sáng thì ăn mạnh quá mà toàn mất. Em ơi, em dựng hộ cây cần anh lên cái cây chuối đây. Ui dồi ôi, còn rối cước trên đầu cần. Chấm đen anh em nhá. Ăn lửng hạt đan. Vị Việt quất anh em ạ. Giờ em chuyển qua đánh hai hạt đan. Sáng đánh một đan một ốc. Đánh ốc lưỡi dưới nó ăn cái kiểu không vào được miệng. Quá như gần chục phát không được cá. Sau khi mắc hai hạt đan thì đánh cảm giác là nó hiệu quả hơn. Không cần đâu em ơi, không sợ đâu.
cá nó lửng là toàn bộ ăn lưỡi dưới hết em ạ. Xu hướng từ dưới đi lên á. Nhào lên ăn. Bao giờ nó không ăn lưỡi dưới. Đánh từ trước giờ hiếm khi con nào ăn lưỡi trên. Mười hai giờ được vào vợ rồi anh em nhá, may quá không móm anh em ạ, được một đôi rồi, hy vọng từ giờ đến chiều là một đôi nữa là quá đẹp. Đông à, em đứng ở đấy gỡ hộ anh cái đầu cần phê anh em ạ. Đánh nhiều thì một ngày đi câu bắt 3-4-5 con thì nó cũng là bình thường rồi. Nhưng mà giờ cái cảm giác đánh lửng, cái cảm giác đánh nó phê anh ạ. Lâu lâu mới gọi là đổi cảm giác. Nói chung là một năm thì em cũng đi đánh lửng tầm khoảng 10-10 mấy lần thôi chứ không đánh nhiều. Thường thì các hồ đánh lửng thì thường áp dụng cho những hồ nước sâu anh em nhá. Chứ hồ nước nông quá thì đánh lửng không hiệu quả lắm đâu. Ví dụ nước sâu 3-4 mét, 5 mét đánh lửng thì càng đẹp. Mấy cân? 8-9 cân anh em nhá. Đó là quân bậy đấu nói 8-9 cân thì em không ước chừng được đâu. Sáng chỉ có 2 hạt đan này, chưa phải thay hạt nào anh em ạ. 2 hạt này khả năng không bị mất thì câu đến chiều. 5.000 một hạt. Ôi, bây giờ lại tiếp tục xả mồi các bác nhá. Bây giờ sau khi lên một con cá em lại tiếp tục xả dồn dập. Xả lại, xả nhiều cho kéo cá về. Và khi mà cảm giác có cá về thì mình sẽ không xả nhiều nữa. Mình chỉ xả tí tách ít một thôi. Và tốc độ xả sẽ chậm lại. Còn giờ lại phải kéo cá về. Quan trọng là phải kéo được con cá về ổ rồi mới nói chuyện được các bạn. Chứ không có cá trong ổ thì câu kiểu gì mồi thần thánh cỡ nào thì cũng vậy thôi. Lỡ nhịp rồi. Đâu nó lại xuống tiếp. Nó nhả rau lại xuống. Lỡ nhịp rồi anh em ơi. Đáng mải. Con đấy ôm cả là chết đấy. Ô, ăn nó nhả xong lại. Nó lại kéo đi tiếp. Xong là nó trồi phao xong lại bốc tiếp cây nữa. Con đấy nhìn nước ăn nó rõ lôi hẳn phao đi đấy. Rút ra ngoài. Ừ. Anh giật lúc đấy nó bị mất nhịp rồi. Lúc anh đánh là nổi phao lên rồi. Quay đi quay lại mất phao. Lúc anh đánh nó nổi mẹ phao lên rồi. Cày thế. Mày không hết anh ạ. Cứ lâu lâu cá nó căn trộm cá thì không để vào quay lại. Đúng lúc cầm cần lên giật là lên phao rồi. Ui giời tâm này. Nãy vừa thôi em ơi. Không biết nó đóng hiểm hay không. Nãy vừa rách mép đấy. Cứ bình tĩnh đi.
Anh nhá, anh em nhá. Cá của anh Thành lên anh em nhá. May quá, anh bây giờ cuối làm con này con thứ hai. Cả ngày ngồi nhìn, giờ này nó mới cá được chịu ăn. Không to lắm nhưng mà khỏe. Không to lắm nhưng mà khỏe. Em tưởng 15 cân nhưng mà tầm này thì không được mời rồi. Nhưng mà cá cũ. Cá đẹp anh em ạ. Đi ra sao ốc vào cái phần này cả. Ê, cá đẹp không anh em? Ê, cá cũ, mượt. Đẹp đấy. Khá là đẹp anh em nha. Nói chung là thì không là phải lê anh em ạ. Ê, ổ anh Thành. Từ sáng giờ, nó không ăn giờ, bảo ăn thì trong 30 phút này có ăn. Em bây giờ em bắt lì, ngồi tôi tiếp. Giờ này cũng khá là muộn rồi, gần như cũng hết cơ hội các bạn ạ. Buổi sáng thì em đánh lửng thì cá nó ăn được một cái chập khá là đều. Nhưng mà cũng có thể là em bắt nhịp chưa quen ở cái hồ này nên là chưa bắt được nhịp cá. Nhưng mà nói chung là cá ăn khá là khó chịu. Những cái con thì xuống các em đánh cũng không được, mà xuống kéo kéo đi đánh cũng được. Có những con em để lôi căng cước đánh cũng không được. Thật sự là hơi khó giải thích. Nói chung là do tay nghề non. Bây giờ em kéo cá lên nhá. Hôm nay là em này với anh Cường Đại Quang à và Quân Bẫy Đấu. Em hai con, anh Cường hai con, Quân Bẫy Đấu một con. Tổng ở đây có 5 con anh em nhá. Nói chung là có mấy con khá là đẹp. Quân ơi, Quân ơi, Quân ơi, hộ anh. Ướt hết cả giày. Ôi. Thôi. Mày ra mày nha. Không sao, không sao, không sao. Tí nữa thì lại ớt thôi các bác nhá. Ui giời ơi, được con cá cũ đấy. Thế này. Không sao, không sao, cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Tí nữa thì còn cái lịt. Các bác. Ao, miệng miệng giọng đâu. Mày nhá, mày nhá. Cứ tưởng đựng vào túi này là an toàn nhưng mà không ăn thua các bạn. Ôi giời. Mấy con chấm này nó rũi kinh lắm. Khỏe. Hôm nay thì cũng khá là thành công các bạn. Thành công là em đã dụ ổ cho cá về ổ và kéo được con cá lên lửng ăn. Thì đó là một cái thành công. Nhưng mà vẫn chưa được chưa được tại nguyện lắm là mình chưa bắt được nhịp cá. Tuy nhiên là cá ăn khá là nhiều. Nói chung là một ngày hôm nay từ sáng đến chiều thì em giật tổng cộng chắc cũng tầm khoảng 20 phát ạ. Nhưng mà chỉ được có 2 con thôi, khá là buồn. Nhưng mà thôi không sao, thua keo này bày keo khác các bạn. Đi câu mà thì nó sẽ luôn luôn có những cái trải nghiệm mới chứ không phải là một cái hồ nào nó cũng giống hồ nào để cho mình đánh một kiểu được. Kể cả từ cách con cá ăn lại mỗi một hồ nó sẽ có một cái kiểu ăn khác nhau. Hồ thì ăn đẹp, hồ thì ăn nhát, hồ thì ăn rơi, hồ ăn lửng. Thì hôm nay em quyết tâm đánh lửng từ đầu đến cuối luôn. Nói chung là cũng khá là mệt. Trời nắng thì nếu mà căng ô thì vướng. Thực tế ra để cái ô cho nó có. Chứ còn cũng khá là mệt. Tại vì phải bổ liên tục và xả mồi liên tục. Một mình đánh 10-12 tiếng khá là mệt các bạn ạ. Được cái là cũng may là có một chút kết quả, được 2 con, cũng không to lắm đâu. Một con tầm 6 cân rưỡi, một con tầm 8-9 cân gì đấy. Hy vọng là lần sau em quay lại hồ này thì sẽ bắt được nhiều hơn. Còn về cái cách đánh lửng thì trong video thì em cũng có chia sẻ rồi. Nghĩa là một số bác thì cứ hỏi là
đánh lửng thì cách đáy bao nhiêu thì cái này là không nhất định đâu các bác nhé. Sẽ tùy thuộc vào con cá nó đang ở cái tầng nào, vào trong khi mình đánh mình sẽ xoay chuyển liên tục, lúc đánh cao lúc đánh thấp, xem ở dò tầng, xem con cá ăn tầng nào mình đánh tầng đấy. Và không phải lúc nào nó cũng ăn ở tầng cao, không phải lúc nào nó ăn tầng thấp, nó sẽ thay đổi tầng ăn, cái chuyện đó là rất là bình thường. Nên là trong khi câu thì mình cũng sẽ biến hóa để làm sao phù hợp với cái thời điểm hiện tại, chứ không phải là cứ cách đáy 50 phân hay cách đáy 1 mét là cứ duy trì cố định như vậy, không phải nhá. Em thì em sẽ thay đổi liên tục đấy. Thôi thì tới đây thì em cũng sẽ ra cố gắng ra nhiều video đánh lửng và đánh rơi nhiều hơn. Tại vì cách đây 1 năm thì em cũng ra rồi, nhưng mà chắc là cũng nhiều anh em chưa xem, nên là bây giờ em sẽ cố gắng em ra nhiều video đánh lửng hơn, cho nó có những cái video nó đổi mới cái chủ đề đi, tạo cái đỡ nhàm chán, chứ còn là lúc nào cũng đánh đáy thì nó cũng nhanh nhàng. Thôi bây giờ cũng muộn rồi, em xin phép thu đồ nhé. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác trong những video lần sau. Chào tạm biệt các bác.